Nhóm Thông Công thân chào các bạn đến với chương trình Tĩnh Tâm, suy ngẫm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngày thứ 18, tiến tới sự trưởng thành. Hebrews đoạn 5 câu 11 đến đoạn 6 câu 12. Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề này, nhưng rất khó giải thích, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa, như sự ăn năn các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các báp têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì những người đã được soi sáng một lần đã từng nếm sự ban tặng từ trời để dự phần về Đức Thánh Linh, đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời và quyền năng của thời đại sẽ đến. Nếu vấp ngã thì không thể nào phục hồi để ăn năn được, vì chính họ đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài. Vì đám đất nào thấm nhuần mưa móc mà sinh hoa màu, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu đất nào chỉ sinh gai gốc và trà trơm thì vô giá trị và bị rủa xả, cuối cùng phải bị đốt. Thưa anh em yêu dấu, dù nói thế nhưng chúng ta vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đi chung với sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. Nhưng chúng ta mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Chúng ta cần phải trưởng thành ngày càng hơn trong đức tin của chúng ta. Đây là sứ điệp trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay. Đây là sứ điệp dành cho độc giả thư Hebrews khi xưa và vẫn còn là sứ điệp cho chúng ta ngày nay. Chúng ta không nên đứng yên một chỗ trong hành trình thuộc linh của mình, bởi vì chúng ta sẽ không thể như vậy được. Hoặc là chúng ta tăng trưởng, tiến tới, hoặc là chúng ta sẽ thoái lui, vấp ngã. Tôi nhớ kỹ lời khuyên này khi bơi lội trên biển. Chúng ta cần phải luôn nhìn thẳng vào đích đến trên bờ để mà gắng sức bơi tới, vì sóng biển sẽ luôn cuốn trôi chúng ta ra xa bờ. Tương tự, chúng ta cần phải chăm nhìn vào Chúa và tăng trưởng trong Ngài mỗi một ngày. Nếu không, thế gian đời này sẽ kéo chúng ta ra xa Ngài. Trưởng thành và tiến tới là một khía cạnh tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta lớn lên và tiến tới mỗi một ngày trôi qua. Nếu không, thì hẳn có điều gì đó sai trật đang diễn ra. Thử hình dung một đứa trẻ lên một tuổi nhưng chưa biết nói. Chúng ta thấy cũng ổn, vì đứa trẻ đó đang trong giai đoạn lớn lên và học hỏi. Trải qua 20 năm, đứa trẻ lên 21 tuổi nhưng vẫn không nói được gì hết. Chúng ta biết chắc điều đó không ổn, có gì đó sai trật đang xảy ra. Đáng buồn thay, đây là hình ảnh của nhiều cơ đốc nhân trong hội thánh. Họ biết Đấng Christ, họ đã nhận phép báp têm, họ trung tín đi nhóm họp, họ sinh hoạt với hội thánh rất lâu rồi. Nhưng khi được hỏi về sự trưởng thành trong đức tin, ví dụ như sự phục vụ của họ, thì họ lại không chịu làm. Khi mời họ chia sẻ vài điều từ Kinh Thánh hoặc mời họ cầu nguyện, thì họ lại không thể làm. Có gì đó sai sai đang diễn ra, phải không? Đây là lý do chúng ta cần thực hành nhiều hơn. Càng thực hành, chúng ta càng trở nên thành thục hơn. Chúng ta thực hành sống đức tin để ngày càng trưởng thành hơn trong đức tin và trong sự hiểu biết đường lối của Chúa. Chúng ta cần thực hành việc làm theo lời Chúa và vâng theo Thánh Linh hướng dẫn. Chúng ta cần tiếp tục và cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng. Cuộc sống luôn thay đổi, nhưng chúng ta cần giữ vững đức tin mình nơi Chúa. Sứ điệp của Chúa không thay đổi,
đường lối của Chúa vẫn vững bền. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 18 rằng: khi chúng ta cứ chăm nhìn vào Chúa, Thánh Linh của chúng ta sẽ biến đổi đời sống chúng ta. Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Vì thế, hãy cứ chăm nhìn vào Chúa khi chúng ta thực hành đức tin của mình cho đến cuối cùng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất yêu dấu của con, xin giúp con cứ nhìn xem Ngài. Xin giúp con cứ vững đức tin nơi Ngài. Con muốn trưởng thành hơn trong đức tin, hiểu biết đường lối của Ngài và trở nên đầy tớ trung tín của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Kết ước với Chúa. Biệt riêng thời gian dành cho Chúa mỗi một ngày. Biệt riêng thời gian học hỏi lời Chúa. Dành thời gian cầu thay cho người khác. Tìm kiếm cơ hội phục vụ Chúa. Gợi ý chia sẻ với nhau và cầu thay. Tác giả thư Hebrew kêu gọi độc giả cần bỏ qua những điều gì và hướng đến điều gì. Bạn được thúc giục làm theo lời kêu gọi này cụ thể như thế nào? Nhóm Thông Công thân chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.